Xin chào cô chú anh chị. Hiện tại em đang đứng ở trục đường Hương Lộ 2 của chú anh chị ha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cô chú anh chị một căn nhà nè, nằm ở trục đường Hương Lộ 2. Căn nhà này là thuộc 639 đường Hương Lộ 2 nha cô chú anh chị. Hẻm 639 đường Hương Lộ 2. Nhà được thiết kế là một trệt nè, hai lầu của chú anh chị ha. Nhà thiết kế một trệt hai lầu, công năng sử dụng là 4 phòng ngủ nha cô chú anh chị. Đó, nhà mới được thiết kế rất là mới luôn. Và hiện tại nhà này diện tích là ngang 4 dài 14 nha cô chú anh chị. Ngang 4 dài 14. Đường trước nhà xe hơi vào đến tận nhà thoải mái luôn cô chú anh chị ha. Đó, vị trí nhà rất là đẹp và mới luôn. Đó, đường xe hơi vào đến tận nhà thoải mái luôn. Hướng này nè, mình đi thẳng ra, mình rẽ phải thì mình ra được Trung Phước Phan, rẽ trái ra Hương Lộ 2 cô chú anh chị nha. Đó. Đó, đường này nhà mình thì hiện tại là đang thuộc hẻm cục nha cô chú anh chị. Khu này là khu dãy nhà cao tầng nè, đó có những cái căn nhà cao tầng nè, đó khu này rất an ninh, đó đây vị trí của ngôi nhà nè, đó nhà thì được thiết kế hai lớp cửa nha cô chú anh chị, một lớp cửa sắt nè, một lớp cửa sắt, đây là khoảng không gian sân nè, sân của mình nè, đó đây là khoảng không gian sân, phía trong này là lớp cửa kính. Cửa kính sắt cô chú anh chị ha. Còn bên trong là khoảng không gian của phòng khách nè cô chú anh chị. Nhà đường cái là thiết kế ngang 4 dài 14 luôn cô chú anh chị nha. Đó, mẫu nhà rất là đẹp luôn. Đó, với cái màu sắc và hệ thống chiếu sáng nữa được anh chị chủ thiết kế rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Đó, nền gạch sáng luôn nè. Đó, quá tuyệt vời luôn. Đó, và giờ em sẽ đi vào bên trong cho cô chú anh chị xem. Đó, đây là khoảng không gian của toilet nè. Đó, toilet được thiết kế nè, ở dưới nè, tầng trệt nè, rất là rộng rãi luôn. Đó, còn đây là bếp, không phải không gian bếp của mình. Bếp thì hiện tại là có một cái cánh cửa sổ nè, lấy ánh sáng từ bên ngoài vào nè cô chú anh chị ha. Đó, khoảng không gian này thì hiện tại là để máy giặt ở đây nè. Đó, máy giặt, tủ lạnh mình để bên này, bộ bàn ghế mình để đây, rất là phù hợp luôn. Đó, đầy đủ, rất là đầy đủ tiện nghi rồi. Và cùng mời cô chú anh chị lên tham quan trên lầu nha. Nhà thì hiện tại là có lầu 1 và lầu 2. Em sẽ giới thiệu lầu 1 trước. Hiện tại là trên lầu 1 thì sẽ có 2 phòng và 1 nhà vệ sinh. Đây là phòng thứ nhất của chú anh chị. Và nhà này hiện tại chủ chia sẻ với em với mức giá là 4 tỷ 7 của chú anh chị nha. 4 tỷ 7 giá này vẫn còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ luôn cô chú chị. Nhà pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng chính chủ. Đó, rất là tuyệt vời. Và đây là toilet nè cô chú chị. Đó, được thiết kế rất là mới và những cái nội thất nè cô chú chị ha. Vòi sen, massage, đồ rất là tuyệt vời. Còn đây là khoảng không gian phòng thứ hai. Phòng thứ hai là phòng bự ngoài cô chú chị. Đó, đường ống máy lạnh đồ cũng đã thiết kế đầy đủ nè. Phía trước á, là anh chị chủ anh thiết kế bằng kính cường lực nha cô chú anh chị, để lấy ánh sáng từ bên ngoài vào cho nó mát mẻ ngôi nhà mình. Này kính cường lực nè. Đó, rất là cứng cáp luôn. Đó, hệ thống đèn ở trên trần nè, tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Đó, và cùng mời cô chú anh chị lên lầu 2 nha. Lầu 2 mình cũng vẫn sẽ có 2 phòng ở trên đây. Đó. Nhà đường cái là 4 phòng ngủ. Đây là phòng thứ 3 nè cô chú anh chị. Đó, bộ rèm cửa cũng đã được thiết kế đầy đủ hết. Nói chung là nhà mình là chỉ cần thích là mình vào là mình ở ngay thôi. Đó. Rất là đẹp và tuyệt vời luôn. Đó, đây là phòng, một cái phòng ở phía ngoài nè, rất là bự luôn. Phòng này mình có thể làm phòng thờ được nha cô chú anh chị. Đặc biệt á, bên này mình có làm cửa sổ luôn nè. Đó, cửa sổ này cô chú anh chị ha. Đó, rất là đẹp luôn. Có ban công ở phía trước nè cô chú anh chị. Đó, có một cái ban công nhỏ nhỏ phía trước nữa. Đó, lan can đồ đầy đủ nè.
khung sắt bảo vệ luôn. Đó. Ở đây thì mình đi thẳng lên, mình chèo lên cầu thang ở trên đỉnh nha cô chú anh chị ha. Và em xin thông báo lại, căn nhà này ngang 4, dài 14, được thiết kế một trệt, 2 lầu, công năng sử dụng là 4 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Được anh chị chủ anh bán với mức giá là 4,7 triệu. Nhà thì hiện tại đang nằm ở hướng này là hướng Tây nha cô chú anh chị. Hướng Tây thuộc Tây Tứ Trạch nha cô chú anh chị ha. Đó, thì em cũng đã nói với cô chú anh chị là hướng đó mình đi thẳng ra, mình để tra phải. Mình để phải là mình ra được đường Chu Phú Phan, mình để trái là mình ra được đường Hương Lộ 2 và Bình Trị Đông, đất mới luôn. Thì cô chú anh chị nào mà yêu mến, thân thích căn nhà này thì liên hệ em để sở hữu nha. Đó, nhà rất là đẹp và mới luôn cô chú chị ơi, phải nói là cực kỳ siêu phẩm. Đó, với mức giá là 4,7 triệu, giá này thì vẫn còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Đó, thì nhà hiện tại đang thuộc hẻm 639 Hương Lộ 2 cô chú chị nha. Và em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em, và nhớ đăng ký kênh để xem được nhiều video mới nha cô chú anh chị. Và em xin cảm ơn.